Thuận Thiên Thừa Vận, thần tài ban lộc, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, làm ăn trúng lớn, trúng số độc đắc, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà, giàu sang nước vách, tiền tiêu ba đời không hết trong năm 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị thân mến, để hiểu về vận trình tử vi của người tuổi Quý Sửu, ta cần xét theo thiên can và địa chi. Người tuổi Quý Sửu có thiên can là Quý Thủy, địa chi là Sửu Thổ, vừa mang năng lượng của Thủy, lại vừa mang năng lượng của Thổ, nên người tuổi này là người rất hiền hòa, bao dung, chăm chỉ và hay làm việc thiện, thích giúp đỡ người khác. Đây cũng là mẫu người rất kiên trì và cố gắng trong cuộc sống của mình, đồng thời cũng là những người sống rất tình nghĩa trong cuộc sống. Cuộc đời của con giáp này có nhiều người quý mến, anh em, bạn bè cũng khá nhiều, đi đến đâu cũng dễ gặp được quý nhân tương trợ. Bước sang năm 2024 âm lịch, năm Giáp Thìn cho thấy, người tuổi Quý Sửu chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành. Cụ thể hơn, người tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, gặp năm 2024 năm của Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, mà Mộc lại phải xuất sinh cho Hỏa. Chính vì vậy, trong năm sẽ cần phải thuận theo ý trời, thuận theo công việc mà làm, sự nghiệp, tài lộc cũng từ đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nếu không cẩn thận thì dễ rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu, nghèo khổ, nhiều người còn rơi vào cảnh phá sản, lụi bại, mất trắng mà hóa kiếp ăn xin, gia đạo thì lục đục, gặp khó khăn, con cái khó bảo, anh em bất hòa. Tuy nhiên, cũng không thiếu cơ hội để con giáp này đón được ý trời, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, đổi đời giàu sang phú quý, một bước lên tiên, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà. Vậy thì vận số của con giáp này biến động ra sao, bước sang năm 2024 âm lịch tới đây cần chú ý điều gì, hoặc là cần làm những điều gì để đón được may mắn và nhà? Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thuận Thiên Thừa Vận, thần tài ban lộc, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, làm ăn trúng lớn, trúng số độc đắc, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ trong năm 2024 âm lịch. Đầu tiên là đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Xét theo tử vi vận mệnh người tuổi Quý Sửu, mệnh tang đố mộc, tức gỗ cây dâu tằm. Người tuổi Quý Sửu vốn không sôi nổi, thế nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ có chí tiến thủ nhưng không quá tham vọng với quyền lực như những người tuổi Sửu mệnh hỏa. Trong công việc, họ cẩn trọng biết tiếp thu ý kiến của người khác, có tinh thần cầu thị. Có thể nói, con người họ giống như tính chất của hành mộc, luôn vươn lên tươi xanh và cân bằng chan hòa sức sống. Người tuổi Quý Sửu mệnh mộc có tinh thần hợp tác và biết cách tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cũng có không ít người tuổi Sửu mệnh mộc khá thông minh, nhanh nhẹn, họ biết tận dụng mọi cơ hội khi có thể để biến lý tưởng của mình trở thành hiện thực. Cuộc đời của họ tuy có gặp khó khăn, thế nhưng họ đều biết cách vượt qua để tạo lập sự nghiệp cho bản thân mình. Tiền vận tuy có khó khăn, nhưng từ trung vận đã có sự nghiệp, gia đạo vững vàng, càng ngày càng phát triển. Hậu vận danh lộc tăng cao, cuộc sống có nhiều may mắn, có người trở thành chủ nhân có tiền, có tiếng, tuổi già con cháu đông đầy gia đình hưng thịnh. Vận mệnh của bạn khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ, mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình, đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại, mà luôn phải nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Vận niên tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm 2024. Theo các thầy phong thủy phương Đông, Quý Sửu trong năm 2024 có vận niên dương hồi ngàn, có nghĩa là dê về suối, tốt. Giải nghĩa, dương hồi ngàn là vẫn nên tương ứng với ý nghĩa tốt, tương ứng cho hình ảnh của chú dê đã có dịp về bên núi rừng, lúc nào hoàn toàn có thể thỏa chí tan bồng, tha hồ thưởng thức cỏ tươi, quả ngọt. Đây là dịp mệnh chủ được gặp người bạn tốt, mở rộng việc kết giao, hơn nữa may mắn đang chờ ở phía trước, gia đình có tin vui về việc thêm người, thêm của. Kinh doanh năm 2024 đối với người tuổi này, gặp dịp phát tài, phát lộc, cẩn thận đi lại chú ý trong cách quản lý tiền bạc khiêm nhường thì được bền lâu. Theo tứ trụ tử vi năm 2024 của người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Thiên hòa, địa hòa, mọi việc của tuổi Quý Sửu trong năm Giáp Thìn không có sự thay đổi nhiều so với trước. Như vậy với sự chiếu theo tử vi và vận chuyển của năm Giáp Thìn,
Vận số cuộc sống trong năm 2024 cho thấy tuổi Quý Sửu không hề đơn giản. Tuy nhiên, nếu biết cách lựa chọn và quyết định đúng đắn thì vẫn có thể đạt được thành công. Về mặt tài chính và công việc, có khả năng sẽ gặp được nhiều cơ hội mới và cũng không tránh khỏi những thử thách khó khăn. Điều quan trọng là phải có sự quyết tâm và kiên trì trong công việc. Về mặt sức khỏe, cần lưu ý đến các vấn đề liên quan tới tiêu hóa và thận. Trong gia đình có thể gặp những rắc rối nhỏ, nhưng nếu biết cách giải quyết thì không gì là không thể. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi, sao hạn tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về thiên can, thiên can người tuổi này là quý thuộc hành thủy, gặp thiên can năm Giáp Thìn là giáp thuộc hành mộc, là chủ về mối quan hệ ở mức bình hòa. Chuyên gia xem tử vi tuổi Quý Sửu, trong năm Giáp Thìn nam mạng, những dự định hay mưu cầu của bản mệnh thiên can quý có thể tiến hành, thế nhưng xét về kết quả thì không được tốt, tài lộc đưa tới nhưng chỉ bình thường, bản thân có lộc về tài chính, tiền bạc nhưng lại không được hanh thông như ý muốn. Ngoài ra, về sức khỏe của người tuổi này nên hết sức lưu tâm vì dễ ốm đau, phải lâu ngày mới có thể khỏi được bệnh. Xét về địa chi, luận tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm 2024 cho thấy, người có địa chi là Sửu, gặp năm Giáp Thìn có địa chi là Thìn, có mối quan hệ thuộc vào tứ hành xung. Trong năm Giáp Thìn, công việc kinh doanh cũng như làm ăn của chủ mệnh tuổi Sửu gặp nhiều chuyển biến không được lợi. Ngoài ra còn vướng vào những chuyện thị phi, làm công việc gì trong năm chủ mệnh cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng. Gia đạo có thể gặp phải chuyện buồn và nếu có phải đi lại di chuyển, chủ mệnh cũng nên lưu ý cẩn thận, tốt nhất nên hạn chế di chuyển xe cộ trong năm. Xét về ngũ hành, theo tử vi tuổi Sửu, sinh năm 1973, năm 2024, thì người này có ngũ hành thuộc vào mộc, gặp năm Giáp Thìn ngũ hành thuộc vào hỏa, thể hiện quan hệ sinh xuất. Năm Giáp Thìn người này dự báo bản thân sẽ bị tổn hao, mọi việc trong năm tuy diễn biến thuận lợi, nhưng cơ bản lại có đầu mà không có đuôi, mở mang thay thêm mới công việc làm ăn thì khó thu hồi được vốn. Phương diện về sức khỏe dễ bị bệnh tật, trong đó lưu ý bệnh về ngực. Ngoài ra, chủ mệnh cẩn thận với công việc cuối năm sẽ đưa tới những điều bất lợi. Xét theo cung phi, theo tử vi năm 2024 tuổi Quý Sửu, thì cung phi ly của người tuổi này thuộc hành hỏa, gặp cung phi chấn của hành mộc, ứng với quan hệ chủ về sinh khí, vì sinh khí là sao tốt, nên công việc của người tuổi này trong năm có khả năng mở mang thêm. Bên cạnh đó, nếu mưu cầu danh lợi thì được lợi và nên tiến hành. Ngũ hành cung phi của năm này tương sinh trong ngũ hành cung phi ly của tuổi, vì vậy mọi việc của chủ mệnh đều được quý nhân hỗ trợ tiến hành khá tốt, kinh doanh trong năm may mắn và gia đình nhận được nhiều tin vui. Xem tử vi cho thấy, vận trình năm 2024 chịu sức ép lớn của hung tinh nên gặp khá nhiều trở ngại và thách thức. Lại có hoa cái gây phiền muộn về tinh thần, có phá toái hung tinh chủ về sự cản trở hình phạt pháp luật, ảnh hưởng. Dù ở lứa tuổi nào làm công việc gì đi nữa, người tuổi Sửu cũng không được chủ quan, trái lại hành sự hết sức cẩn trọng mới tránh được tai họa bất ngờ. Bên cạnh đó có các tinh chiếu mệnh, dù bản thân vất vả, tự lo làm hơn trước, thế nhưng ý chí mạnh mẽ, kiên cường, hứa hẹn tạo ra những cú lội ngược dòng ngoạn mục, gia tăng quyền lực cho bản thân trên con đường sự nghiệp. Bạn say mê công việc như là cách để thể hiện bản thân, nhưng không phải khi nào kết quả cũng được như ý. Tinh thần của tuổi Sửu do đó phải thật vững vàng, việc của bạn là hãy cứ chăm chỉ, có thể thành công tới muộn, nhưng đừng vì thế mà nản lòng, thoái chí. Ngoài ra, tuổi Quý Sửu có thực thần hộ mệnh, phúc khí dồi dào, tiền bạc dù có thăng, có trầm thế nhưng nhìn chung vẫn thu nhiều hơn chi, có khoản tích lũy khá cho bản thân. Đường số năm 2024 đào hoa không vượng, đường tình duyên lại thêm phần lận đận, người độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý chứ đừng nói tới chuyện kết hôn. Các cặp vợ chồng liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, xung đột, gia đạo có nhiều sóng gió, bất ổn, có tác nhân bên ngoài tác động, có tinh thần tuổi Quý Sửu bị ức chế, dễ kích động, nóng giận khiến chuyện tình cảm rắc rối hơn. Theo đó, nam mệnh tuổi Sửu nếu muốn có đôi, có cặp, e rằng bản thân phải nỗ lực nhiều thời gian và công sức hơn nữa. Nữ mệnh dễ gặp đào hoa kiếp, duyên đến rồi đi bất ngờ, muốn níu giữ cũng không được. Theo tử vi năm 2024, sức khỏe của người tuổi Quý Sửu liên tục xuất hiện cảm giác mệt mỏi, uể oải, chán ăn, cơ thể suy nhược rõ rệt, vì phải đối mặt và xử lý với rất nhiều khó khăn, điều phiền phức. Tuổi Sửu nên sinh tâm lý tiêu cực,
nhất là với người độc thân, càng sống thu mình, ít sẻ chia, cảm xúc không được phát tiết ra bên ngoài nên càng u uất, bực dọc, đó chính là nguồn cơn của đau ốm và bệnh tật. Theo đó, trong năm bản mệnh nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, đừng để bản thân quá căng thẳng và áp lực mà ngã bệnh lúc nào không hay. Ngoài ra, chú ý vấn đề đi lại và an toàn trong lao động, đề phòng tai nạn bất ngờ ập đến, lúc nào cũng rình rập. Sao hạn tuổi Quý Sửu phạm phải trong năm 2024 Giáp Thìn. Đầu tiên, xét sao chiếu mệnh tử vi năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Quý Sửu, nam mạng, sinh năm 1973, gặp sao kế đô chiếu mệnh là một thổ tinh. Đây là hung tinh gây nhiều bất lợi cho tử vi Quý Sửu nam mạng. Người này nam mạng trong năm gặp sao kế đô, cẩn thận có thể gặp chuyện không hay khi đi lại xe cộ, có tang khó, sức khỏe không tốt, hoặc có chuyện buồn rầu, họa vô đơn chí. Chú ý nhất trong năm ở các tháng xấu là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Vận hạn tử vi tuổi Quý Sửu, năm sinh 1973, trong năm Giáp Thìn 2024, gặp hạn địa võng là một tiểu hạn. Đây là hạn chiếu tử vi tuổi Quý Sửu nam mạng, trong năm Giáp Thìn, chủ về nhiều chuyện phiền muộn nếu đi chơi xa vào ngày Tuất, giờ Tuất. Lời nói trong năm cũng cần lưu tâm và họ hàng chú ý chuyện tan xa, gặp hạn này các công việc làm ăn năm này chủ về không được lợi, có nhiều khó khăn và dễ bỏ cuộc giữa chừng. Sao chiếu mệnh tử vi tuổi Quý Sửu, nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh là một phước tinh. Sao Thái Dương chiếu mệnh tuổi Quý Sửu, nữ mạng, ý nghĩa về một năm được bạn bè giúp đỡ, công việc và tiền bạc đều mang về những điều thuận lợi. Người tuổi này nếu mang thai trong năm Giáp Thìn thì em bé khỏe mạnh mỹ miều và được bình an, còn nếu người nữ mạng mà chưa kết hôn thì sẽ gặp được nửa kia và tiến tới hôn nhân. Tháng xấu nhất trong năm chủ về đau ốm là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Vận hạn tử vi tuổi Quý Sửu, nữ mạng, trong năm 2024, gặp hạn địa võng là một tiểu hạn. Giải nghĩa, tử vi nữ Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm 2024, gặp hạn địa võng. Ý nghĩa về năm không nên đi chơi xa vào ngày Tuất, giờ Tuất. Điều này chủ về đưa tới những chuyện buồn phiền, trong nội tộc anh em hoặc họ hàng có chuyện tan xa. Người này cũng cần chú ý lời nói, kẻo đưa tới những điều không như ý, công việc dễ có sự bỏ dở giữa chừng. Vậy xét năm 2024 này, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 sẽ ra sao? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải theo các phương diện chính dưới đây. Đầu tiên, xét về phương diện sự nghiệp tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Người tuổi Quý Sửu rất cẩn trọng để hạn chế tối thiểu những rắc rối có thể xảy đến trong thời gian này. Hầu hết là do ngoại cảnh tác động vì cho dù bạn tập trung vào làm việc của mình, thế nhưng vẫn có thể có những phiền nhiễu vây quanh. Năm này cũng khiến bạn khó tập trung trong công việc, có xu hướng đầu óc u mê, mê muội, làm việc thiếu minh mẫn, dễ mắc sai lầm. Những quyết định quan trọng nên để sang thời gian khác phù hợp hơn với bản mệnh. Hung tinh tạo ra không ít trở ngại tinh thần khiến bạn lúc đầu có cảm giác như mình không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Bản mệnh có thể trải qua một tháng căng thẳng, khó vận dụng được các kỹ năng giao tiếp vào các hoạt động sinh hoạt đời thường. Điều may mắn là có người xuất hiện giúp bạn kịp thời, hoặc khi bạn gặp vấn đề, bạn chủ động nhờ hỗ trợ, sẽ có người giúp đỡ bạn ngay lập tức. Thế nhưng cũng đừng vì thế mà chờ đợi vận may. Trước khi nghĩ tới việc có ai giúp thì bạn cũng nên là người tự mày mò tìm hiểu trước đã nhé. Tháng này cũng phù hợp cho những công việc liên quan tới làm việc nhóm, vì khi có người hỗ trợ thì bạn mới hạn chế được những điểm yếu của mình. Qua đó bạn mới phát huy được sức mạnh nội tại mà qua bao lâu nay bạn chưa có cơ hội. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Theo tử vi năm Giáp Thìn 2024, tình hình tài chính của con giáp tuổi Quý Sửu trong tháng mới có nhiều tín hiệu đáng mừng, thực thần mang tới may mắn về tài lộc. Nhưng đừng vì kiếm tiền dễ dàng mà bạn không xem trọng. Bản mệnh lưu ý cuộc sống luôn có những điều khó lường, do vậy trong lúc đang có cơ may kiếm được tiền, thì phải biết dành dụng sống tiết kiệm. Hiện tại có chút tiền thì nên tích lũy, sống đơn giản hơn trong thời kỳ dịch bệnh này đã nhé. Với người đang chuẩn bị mua sắm bất động sản, đây là tuần mà bạn nên tập trung vào việc chuẩn bị thủ tục, giấy tờ quan trọng, đừng xem thường những vấn đề pháp lý, vì những rắc rối này đều trả giá bằng không ít tiền bạc. Với người làm công ăn lương, bạn phải biết rằng thu nhập của bạn rất khó gia tăng,
nên nếu có ai đó giúp đỡ hỗ trợ tiền bạc đối với bạn lúc này là điều vô cùng đáng quý. Bản mệnh nên chủ động trong việc tích lũy, tiết kiệm hơn trong đời sống hàng ngày, vì không phải ai cũng có thể giúp bạn kịp thời được như lần này đâu. Cuối cùng bạn phải là người tự cứu lấy mình trước. Đã đến lúc bạn chuẩn bị sẵn tinh thần để có những bước tiến dài vững chắc, khi đã có kinh tế ổn định, đảm bảo cho việc đầu tư dài lâu. Nếu có thể, hãy dành thêm thời gian để học hỏi thêm kiến thức về tiền bạc, đầu tư kinh doanh, tìm cách để tự biết cách quản lý từng đồng tiền mà mình đã làm ra bạn nhé. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Xem tử vi, vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc, khả quan hơn trước rất nhiều, chủ yếu là dựa vào việc con giáp tuổi Quý Sửu suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống. Có thể thấy bạn càng hào sảng, vui vẻ thì càng được mọi người xung quanh yêu mến, giúp đỡ nhiệt tình, từ trong cuộc sống cho tới công việc. Không những vậy, nhiều người may mắn còn có được một nửa kia thấu hiểu, chia sẻ cùng bạn những khó khăn mà bạn đang phải đối mặt ở hiện tại. Có một số việc hai người đã có thể cùng thống nhất để hỗ trợ nhau một cách nhiệt tình nhất có thể. Với người đã có gia đình, hai người luôn quan tâm và lo lắng cho nhau. Khi người ấy gặp khó khăn, bạn sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ và động viên. Chính những lúc thế này, quan hệ của hai người lại càng trở nên gắn kết. Thêm vào đó, bạn cũng luôn sẵn sàng thay đổi những điểm chưa tốt của mình để có thể hòa hợp với đối phương hơn. Khi có khúc mắc xuất hiện, bạn cũng lắng nghe thay vì tranh cãi, bởi bạn hiểu được rằng hơn thua trong những việc như thế này chẳng đem đến tác động tích cực gì trong mối quan hệ. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, xem tử vi năm 2024 về sức khỏe, hung tinh điềm báo dễ có tai họa xảy ra trong tháng nếu đi lại không cẩn thận, nhất là trong tình trạng không tỉnh táo, uống nhiều rượu bia sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Do đó, trong các cuộc vui với bạn bè, bản mệnh nên biết nói từ chối để đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, bản mệnh nhận được rất nhiều lời mời ăn uống. Khi được thưởng thức các món ăn ngon, bạn rất hào hứng. Thế nhưng đừng vì thế mà ăn quá nhiều hoặc ăn uống thiếu khoa học, vì đó có thể là nguyên nhân gây ngộ độc. Người đang ốm bệnh nhớ kiên trì làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Đừng vì lười và quên mà chỉ uống thuốc vài hôm rồi vứt vào một góc nào đấy trong nhà. Bản mệnh cũng nên lưu ý việc khám xét định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Nếu bạn không bị bệnh thì việc này mang đến cho bạn tâm lý an tâm hơn, nhờ đó mà bạn cũng cải thiện sức khỏe hơn nữa. Quý anh chị thân mến, cùng trong một năm nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng vì thế mà thay đổi. Ngay bây giờ xin mời quý anh chị cùng Minh Đường Tử Vi luận giải về tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024 nhé. Đầu tiên là tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Mặc dù trong năm 2024 chịu áp lực khá khó khăn, nhưng khi bước vào tháng Giêng, vận trình tuổi Quý Sửu khá ổn định, sự nghiệp có bước phát triển nhất định, năng suất cao không hề tụt lùi. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi ấy, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến người tuổi Sửu choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có điều, tháng này khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn, tuổi Sửu sẽ bị căng thẳng đầu óc, điều này khiến sức khỏe có phần giảm sút. Quan trọng nhất là bạn có thời gian để nghỉ ngơi, cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm hãy dành ra các khoảng nghỉ thích hợp giúp cơ thể được sạc lại pin. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Tháng này tuổi Quý Sửu phương diện là công việc và sức khỏe gặp vấn đề lớn, sự nghiệp của bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn do có cục diện tương hại ngăn trở. Nhiều sự cố bất chợt xảy đến khiến bạn tốn công, tốn sức giải quyết. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa cũng khuyên bạn nên phát huy tinh thần chăm chỉ, cần cù, cẩn thận của mình. Đặc biệt là khi tiếp xúc với những công việc mới, bạn chớ hoang mang, lo lắng, bởi chỉ cần bình tĩnh là dần dần bạn sẽ làm quen được và tìm ra hướng tiến hành công việc phù hợp. Với người có chức có quyền, do tác động của hung tinh, bạn sẽ nảy sinh tâm lý kiêu ngạo, nóng nảy, dẫn đến hành sự bất cẩn, đưa ra quyết định sai trái gây ảnh hưởng tới tập thể,
bản mệnh cần nhắc nhở bản thân thay đổi ngay nếu thấy mình có xu hướng hành xử như vậy. Người làm đầu tư, kinh doanh chớ nên hành xử bất cẩn, nóng nảy, khinh suất, kẻo rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân, khiến tiền bạc tiêu hao là chuyện nhỏ, dính líu vào pháp luật mới là chuyện lớn. Sức khỏe giảm sút, tinh thần tiêu cực chiếm lĩnh, dễ nảy sinh bệnh tật về tinh thần. Khi gặp phải những chuyện không như ý muốn, hãy tự cổ vũ bản thân để có thể suy nghĩ tích cực hơn, chớ than thân, trách phận, khiến tinh thần thêm căng thẳng, mệt mỏi. Bạn cũng có thể tìm được sự an ủi tâm hồn khi ở bên cạnh những người thân yêu, vì thế đừng ngại tâm sự với người nhà. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tháng mới hội chiếu khá nhiều các tinh trợ lực, nên vận trình bản mệnh nói chung là khá ổn định, ít gặp xui xẻo bất ngờ, gặp việc khó cũng có quý nhân giúp đỡ, công việc cứ thế tiến hành khá suôn sẻ. Có điều thời điểm này chưa thể tạo ra sự đột phá với những ai đang làm việc nơi công sở tháng này căng thẳng hơn, vì có nhiều hạng mục cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn. Lúc này, bạn chỉ cần chia nhỏ những nhiệm vụ của mình ra và tập trung xử lý một cách hiệu quả. Người tuổi Quý Sửu chỉ cần chăm chỉ làm ăn, không nghĩ ngợi quá lung tung, nên chẳng mấy khi nghi ngờ ai. Tuy nhiên, những kẻ đang lợi dụng sự thật thà của bạn, cho nên lúc này bạn cũng nên tỉnh táo hơn. Phương diện chi tiêu cũng là điều mà bản mệnh cần phải lưu tâm trong thời điểm này. Khi tiền chảy về túi eo hẹp, bạn cũng chớ nên mua sắm quá nhiều cho bản thân hoặc là những người thân yêu. Hãy chỉ dành tiền cho những món đồ thực sự cần thiết và phù hợp với mình. Phương diện tình cảm lại khá sáng sủa, nhờ có ngũ hành tương sinh tác động, bạn và người ấy cảm thấy yêu thương và trân trọng nhau hơn. Sau những trải qua biến cố và hiểu lầm, hai người chính là động lực thúc đẩy đối phương tiến về phía trước. Với những người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ thái độ tích cực, cởi mở khi trò chuyện với người khác. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Được quý nhân tam hợp giúp sức, công việc của tuổi Quý Sửu vẫn trên đà tiến triển không ngừng. Có điều vì có nhiều hung tinh chiếu mệnh nên bản mệnh trải qua không ít khó khăn trước khi có được kết quả cuối cùng. Hơn thế, trong tháng tài vận tuy có tăng nhưng không nhiều, kiếm được đồng tiền phải tất bật hơn trước. Nhất là những ai đang kinh doanh thì doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn, khi bạn biết tập trung lợi thế của doanh nghiệp mình. Nhiều người tuổi này thực hiện được những quyết định có liên quan tới tiền bạc rất táo bạo, thậm chí có người có tin vui liên quan tới bất động sản, sau khi tích góp được tiền, cộng thêm việc vay mượn một ít từ những người thân. Tuy nhiên, những ai đang nỗ lực mà chờ có kết quả được như ý thì cũng đừng vội buồn, bạn không nên quá xem trọng yếu tố vật chất, gây áp lực cho bản thân một cách thái quá. Bạn nên nhớ rằng hiếm có lộc từ trên trời rơi xuống nên bạn đang phải tự lực cánh sinh, thế nên thành quả đến muộn cũng là chuyện dễ hiểu, lúc này đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn hơn. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Sang tháng 5 âm lịch, tuổi Quý Sửu hết sức lưu tâm đến vấn đề sức khỏe, nhất là vấn đề về tiêu hóa và tai nạn bất ngờ, khiến tứ chi chảy máu. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, thì nên chuẩn bị tốt nhất những gì có thể. Nếu bản mệnh là người cầm lái thì nhất định không nên phóng nhanh vượt ẩu. Công việc vẫn đang trên đà khá thuận lợi, ý chí phấn đấu mạnh mẽ, khả năng cao sẽ được cấp trên coi trọng và đề bạt thăng tiến. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, thì nên chuẩn bị tốt nhất những gì có thể. Nếu bản mệnh là người cầm lái thì nhất định không nên phóng nhanh, vượt ẩu. Ngũ hành tương sinh, tương trợ cho chuyện tình cảm lứa đôi, hứa hẹn bạn sẽ có những nấc thang mới, nhờ biết lắng nghe và cùng đồng hành trong thời gian dài. Vì thế mà bạn và một nửa kia của mình có thể gia tăng kết nối, thấu hiểu nhau nhiều hơn bao giờ hết. Người đã có gia đình có thể có tin vui về con cái trong tháng này. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Trong tháng có nguyệt lệnh xung với lưu nguyệt, công việc tuổi Quý Sửu gặp nhiều khó khăn, thách thức, bản mệnh có xu hướng ôm đồm nhiều việc, lao tâm khổ tứ, tạo áp lực cho chính mình. Công việc có dấu hiệu chững lại, khá rõ, kế hoạch liên tục gặp phải trở lực, không rõ nguyên nhân khách quan, cũng là những vấn đề tới từ tinh thần sa sút của bản mệnh gây nên. Dù bản mệnh đã rất cố gắng, vất vả ngược xuôi nhưng thành quả thu về không đáng kể, đã vậy tiểu nhân luôn nhăm nhe gây đủ trò khó dễ, khiến bạn tốn càng nhiều công sức để đối phó. Việc mình chưa xong lại chống đỡ cho những kẻ có lòng dạ xấu xa, chỉ rình rập để thừa cơ cướp đoạt công sức, ăn chặn thành quả của bạn. May mắn tháng này có hoạch tài bất ngờ, lợi cho người làm ăn, buôn bán, một số công nợ được xử lý triệt để, bạn dư giả khả năng tích lũy một khoản kha khá cho riêng mình. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch.
Sang tháng mà dân gian gọi là tháng cô hồn, vận trình của người tuổi Sửu có khá nhiều biến động, công việc gặp nhiều khó khăn, cảm giác làm việc trục trặc bị nhiều thế lực cản trở. Bản thân bạn đã cố gắng nhẫn nhịn nhiều lần, nhưng dường như bạn càng nhường lối thì kẻ tiểu nhân kia càng được đà lớn tới. Có lẽ bản mệnh cần tìm cách đối phó hiệu quả hơn thôi. Bạn có thể không phải là người thích gây hấn, làm to chuyện nhưng cũng đừng quá nhún nhường, mà để kẻ tiểu nhân được đặt chân, lên đằng đầu. Trong mọi trường hợp, hãy thể hiện rõ ràng quan điểm của mình và tránh lo chuyện bao đồng. Đại hao hung tinh tiếp nối thêm xui xẻo trong tháng này của bạn, khi mà khoản tiền của bạn khó khăn làm lụng, tiết kiệm mới có được lại bị kẻ xấu lừa gạt khiến cho tiền mất, tật mang. Việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều khó khăn, việc làm ăn trì trệ, có thể còn bị thâm hụt vốn, sức khỏe giảm sút, dễ đau ốm, mất tiền thuốc thang trị bệnh, tài chính vì thế mà biến động, thu chi mất cân đối, áp lực tiền bạc lớn, đề phòng tình trạng phá tài vào cuối tháng. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Sang tháng 8 này hình thành thế thực thần thúc tài rất lợi cho đường tài lộc, lại thêm tam hợp, các lại càng thêm các, tiền bạc dồi dào, kinh doanh buôn bán phát lộc, thu nhập tăng lên đáng kể. Thời điểm này, bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, vì vậy, số có phải đối diện với khúc mắc gì cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Thậm chí bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn và tinh thần hăng hái, tích cực, bạn có thể nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tài chính trong tháng chỉ duy trì ở mức ổn định, đây không phải điều đáng lo ngại. Bạn nên án binh chờ thời, chớ quá nóng vội, kẻo tiền bạc thất thoát một cách đáng tiếc. Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu sa sút. Người độc thân cảm thấy thỏa mãn với tình trạng hiện tại của mình nên không quá vội vàng tìm kiếm được nửa kia. Song những lời thúc giục không ngừng từ phía gia đình ít nhiều khiến tâm trạng của bạn bị ảnh hưởng, xu hướng chống đối và cự cãi. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Tháng này, sức khỏe của tuổi Quý Sửu liên tục phát sinh trục trặc nên chủ động nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám định kỳ để sớm phát hiện ra nguy cơ bệnh tật. Tài lộc trong tháng khá vượng, có hoạch tài bất ngờ, chuyện làm ăn dễ trúng mánh, tuy nhiên dẫu tiền nhiều mà sức khỏe yếu thì cũng không trọn vẹn. Tuy nhiên, phương diện sức khỏe cũng không mấy khả quan, điềm báo tử vi cho thấy có sao xấu chiếu mệnh. Về già, trạng thái mệt mỏi, uể oải, đau ốm thường xuyên cho con giáp này ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt hàng ngày. Có thể công việc bận rộn, các mối quan hệ xã giao rộng rãi, khiến bạn quên mất chuyện quan tâm tới cơ thể của chính mình. Bạch hổ hung tinh xuất hiện có thể mang tới điềm báo tai họa, thậm chí là họa huyết quan có thể xảy đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tháng mà vận khí đương vượng rất có lợi cho sức khỏe của người tuổi Sửu. Theo đó, người ốm thì mau khỏi gặp thầy, gặp thuốc, không hao tổn quá nhiều sức lực và tiền bạc. Vận trình tài lộc của người tuổi Quý Sửu đã suôn sẻ hơn rất nhiều so với các tháng trước đây. Bạn không chỉ thoát khỏi tình trạng khó khăn mà còn dư dả với các kế hoạch tiết kiệm, đầu tư tiền khôn ngoan. Thành quả lao động của bạn trong nửa năm qua đã bắt đầu đổ về trong thời gian này, hứa hẹn mệnh chủ sẽ có cơ hội đón nhận nhiều vận may về tiền bạc đến với mình. Bạn có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn về đầy tay. Sự thật là bạn đang rất chăm chỉ trong những thời gian qua, trong việc tìm kiếm thu nhập mới và bây giờ bạn biết đâu là hướng đi phù hợp và tốt hơn cho mình. Nhờ biết rút kinh nghiệm mà bạn kiếm tiền thông minh hơn, nhiều hơn trong thời gian ngắn. Có điều, bản mệnh cần chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm xen vào việc chung, kẻo công việc gặp trở ngại, không được cấp trên tín nhiệm và đánh giá cao. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Điểm nổi bật trong vận trình tháng này của tuổi Quý Sửu nằm ở phương diện công việc, được các tinh tú chủ về di chuyển chiếu mệnh, dù mất khá nhiều sức cho việc đi lại. Song thành quả thu về rất đáng ngưỡng mộ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, cách thức làm việc quyết định phần lớn tới kết quả công việc. Hãy thử thay đổi cách làm việc hiện tại, biết đâu nó sẽ mang tới nguồn cảm hứng hoàn toàn mới, giúp bạn có được sự đột phá trong sự nghiệp. Bạn cũng sẽ thấy trong tháng này, mình có nhiều tham vọng hơn, làm việc gì cũng chủ động hơn. Mặc dù quá trình này có thể khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa, thế nhưng bù lại năng lực của bạn không ngừng được cải thiện. Tài vận trong tháng lên xuống bất ổn, đa phần có dấu hiệu suy giảm do có hung tinh chủ về hao tán tiền bạc. Theo đó, làm gì cũng nên lấy phương châm tiết kiệm hàng đầu, đừng vung tay quá tráng, kẻo rơi vào cảnh vay mượn nợ nần.
tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm tuổi, bản mệnh chịu khá nhiều áp lực về mặt công việc và tài chính. Khối lượng công việc thì nhiều áp lực gia tăng, trong khi ấy tiền bạc lại bị tắc nghẽn ở nơi nào đó chưa đổ về túi ngay được. Ngoài ra, tháng này cẩn thận kẻo bị phá tài do chi tiêu quá nhiều vì người thân hoặc bạn bè. Tài chính trong năm có dấu hiệu tăng lên, chủ yếu nhờ khoản lương, thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng của bạn trong suốt cả năm. Có điều, trong tháng bản mệnh chi tiêu nhiều tiền cho việc mua sắm Tết, đi lại, quà cáp, nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể và rõ ràng để tránh lãng phí và chủ động hơn về tài chính. Về phương diện sức khỏe, hung tinh dự báo về mối họa có liên quan tới thị phi, không chỉ khiến con giáp tuổi Quý Sửu mất ngủ để xử lý, mà việc này còn gây hại cho sức khỏe. Tháng 12 âm lịch khuyên bản mệnh cần biết loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhất là trước khi đi ngủ thì hãy hoàn toàn thả lỏng, tin rằng ngày mai bạn sẽ nghĩ ra cách để giải quyết. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video, mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.